là yếu tố then chốt nhưng lại chưa được thực sự quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng thiếu đủ đường. Những nỗ lực manh mún, cố gắng của cả một cộng đồng thiểu số chưa và sẽ không thể tạo đột phá. Nhắc lại chuyện đã cũ trong ngành phần mềm và cũng không mới đối với sự phát triển của phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam đào tạo nhân lực từ góc nhìn của dùng số. Thưa quý vị, khác hẳn với nhân lực phần mềm nói chung, nói đến đào tạo nhân lực trong phần mềm tự do nguồn mở, người ta thường hình dung đến hai nhóm. Một là đào tạo người sử dụng cho họ làm quen và chuyển đổi dần sang phần mềm tự do nguồn mở từ phần mềm thương mại, tức là gây dựng cộng đồng sử dụng. Và hai là đào tạo đội ngũ phát triển các ứng dụng trên nền tảng nguồn mở, đồng thời chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ cho chính đối tượng thứ nhất trong quá trình chuyển đổi. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, xin chỉ được đề cập đến vấn đề thứ hai, đào tạo các kỹ sư nguồn mở trong môi trường chính quy, một vấn đề đã được bàn đến ngay từ đầu khi phần mềm tự do nguồn mở du nhập vào Việt Nam nhưng lại chưa được giải quyết thấu đáo. Người thanh niên này là một kỹ sư quản trị hệ thống dữ liệu. Công việc chính của anh là chăm sóc cho những máy móc này hoạt động bình thường, xử lý sự cố và tham mưu tư vấn cho lãnh đạo về công nghệ thông tin. Phòng có nhiều người, nhưng chuyên trách về nguồn mở thì chỉ mình anh. Vì thế, dù là xử lý sự cố, cập nhật phiên bản mới hay tư vấn sử dụng, bên cạnh sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Cũng tức là toàn bộ hoạt động triển khai nguồn mở tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ít nhiều phụ thuộc vào người thanh niên trẻ này. Nhưng tất cả những gì anh có về nguồn mở đều là tự học hỏi, mây mò. Anh chưa từng qua một trường lớp chính quy nào. Vị phó giám đốc trẻ tuổi này là một người khá hứng thú với phần mềm nguồn mở. Bản thân anh cũng từng được đào tạo tại Mỹ về nguồn mở, và công ty của anh đang quản lý cũng có khá nhiều dự án tham vọng phát triển dựa trên mã mở. Nguồn kỹ sư am hiểu về phần mềm mã nguồn mở do đó khá quan trọng. Tuy nhiên, theo lời anh, những nhân lực chủ chốt cho các dự án liên quan đến nền tảng nguồn mở của công ty hiện nay hoặc được mời từ nước ngoài về, hoặc công ty chủ động đào tạo, thiếu không phải là thiếu, nhưng khá mất thời gian. Còn đây là trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng. Chắc quý vị còn nhớ, trong chuyên đề gần đây về con đường đưa nguồn mở vào các cơ quan nhà nước, cuộc sống số đã từng nhắc đến câu chuyện chảy máu chất xám kỹ sư nguồn mở ở đơn vị này. Không có sẵn phải tự đào tạo, nhưng đào tạo được một vài nhân lực vững rồi, lại không giữ chân nổi họ vì cơ chế thiếu hấp dẫn. Vì thế kỹ sư nguồn mở thiếu cứ hoàn thiếu, mà nguồn cung thì hầu như không có. Trên thực tế, đơn vị đang phải phụ thuộc khá nhiều vào một công ty tư vấn chuyên nghiệp ở bên ngoài. Cán bộ về tin học cũng đã ít rồi, thì cán bộ mà làm về nguồn mở thì lại càng ít, bởi vì họ đào tạo ở trong trường ấy, thì chủ yếu là hiện nay họ học vào các cái sản phẩm của Microsoft. Do đó khi về trung tâm thông tin ấy, thì để mà bắt tay vào làm và mở thì chúng tôi phải cử đi đào tạo lại. Thế và đào tạo thì và mình trong quá trình làm ấy, thì mình gặp khó khăn gì thì mình mời các cái cán bộ kỹ thuật ấy, của các cái công ty mà họ làm mã nguồn mở như là của Vietsoftware đến để cùng với họ mình xử lý cái vấn đề đấy, và cũng mình mời họ, họ có gì họ hướng dẫn lại cho anh em thì anh em nó nắm được thì nó làm. Thiếu nhân lực để phát triển các ứng dụng, để hỗ trợ tư vấn, những nhân lực thực sự am hiểu sâu để dùng các sản phẩm đã có sẵn phát triển cho phù hợp với đơn vị mình là câu chuyện đã được nhắc đến từ khá lâu. Ngay từ những ngày đầu khái niệm phần mềm tự do nguồn mở được du nhập vào Việt Nam, vẫn biết đó sẽ là những hạt nhân, những người nhân giống cho cộng đồng phát triển các sản phẩm mã mở, là yếu tố then chốt cho sự phát triển của phần mềm tự do nguồn mở Việt. Thực tế, ít nhiều chủ đề này cũng đã được nhiều hội thảo, hội nghị bàn tới, nhưng có vẻ như nó đã được đặt lên bàn rồi bỏ ngỏ đấy. Đúng là hiện nay chúng ta rất là thiếu nhân lực. Thực ra cái nhân lực liên quan phần mềm nguồn mở nó có hai loại, một loại tức là sử dụng cái phần mềm nguồn mở, và cái thứ hai tức là phát triển ứng dụng trên nền tảng phần mềm nguồn mở. Đối với lại cái giới phát triển phần mềm ấy thì chính cái khó khăn là trước đây chúng ta đã quá quen làm việc và phát triển phần mềm trên những cái công cụ của Microsoft. Khi chuyển sang nguồn mở, chuyển sang Linux thì chúng ta thiếu các cái công cụ gọi là tiện lợi về phát triển phần mềm như vậy. Nếu như nguồn nhân lực phần mềm nói chung chỉ yếu chứ không thiếu, hay chỉ ít là thiếu những kỹ sư chất lượng cao, thì ở phần mềm tự do nguồn mở, nguồn kỹ sư phát triển thực sự khan hiếm và chất lượng thì phần nhiều được quyết định nhờ quá trình tự mây mò tìm hiểu của chính kỹ sư đó. Cũng chính vì thế mà những người giỏi về nguồn mở hiện nay, am hiểu sâu, cũng là những người có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực, phần lớn là các kỹ sư phần mềm được đào tạo cơ bản theo mặt bằng chung. Bằng cách này hay cách khác, có cơ hội tiếp cận với nguồn mở và đam mê mây mò từ đó, và lực lượng này thực tế cũng còn rất khiêm tốn. Trước hết phải nói rằng trong hệ thống đào tạo chính quy hiện nay, lập trình trên mã mở chưa phải là nội dung đào tạo chính thức, và việc sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở trong sinh viên nói chung, lập trình trên mã mở nói riêng hiện nay chỉ dừng ở mức khuyến khích, khích lệ, chưa phải là nội dung bắt buộc. Ai muốn có thể được tạo điều kiện tiếp cận, thậm chí lập cả các lớp học miễn phí, nhưng không có bất cứ ràng buộc nào.
giống như trường hợp của khoa toán tin Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, lớp học này thực chất là lớp chính quy của khoa. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến các ứng dụng nguồn mở cũng được khéo léo cài cắm vào chương trình để sinh viên ít nhiều tiếp cận được với một xu hướng đang được hình thành. Người giảng viên trẻ này vốn là sinh viên của khoa, vài năm trước thôi anh cũng giống như các cô cậu sinh viên ngồi đây, lần đầu tiên tiếp cận với nguồn mở và đam mê từ đó. Ở lại trường, được khoa tạo điều kiện, anh tiếp tục truyền lửa đam mê ấy cho các thế hệ sau của mình. Với những cái kinh nghiệm mà tôi tích lũy được trong quá trình mà học những năm đại học cũng thì tôi muốn truyền lại cho đàn em, tức là những sinh viên ở những khóa sau, để càng ngày cái cộng đồng nguồn mở chúng ta càng phát triển hơn, và qua đó thì các em nó có điều kiện tiếp cận với nguồn mở hơn. Em bắt đầu biết tới Linus và em học là đầu năm 2. Khi đó là nó rất là mơ hồ, là gì em không có hình dung được cái mảng nguồn mở là gì, mảng nguồn đóng là gì, trong khi đó mình xài Windows thì rất là ok, không có ai ý kiến gì hết. Nhưng mà khi em bước vào đây thì em thấy là nó có ở cái cộng đồng Linux, cộng đồng open source nó rất là thân thiện. Ở đó nếu như mà ở Windows thì chúng ta tự tìm hiểu, tự mày mò và kiến thức của chúng ta là của mình, thì bên open source bên Linux thì mọi người sẽ chia sẻ cho nhau, một người biết và mọi người cùng biết. Toán tin là một trong số ít khoa của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được Microsoft tài trợ toàn bộ phần mềm có bản quyền cho sinh viên, giảng viên, cán bộ trong khoa trong suốt năm học tập và làm việc. Nhưng cũng là một trong số ít khoa nằm trong số ít trường đại học có nhiều hoạt động mạnh mẽ cổ vũ cho các ứng dụng từ mã mở. Ngoài việc khéo léo đưa vào nội dung giảng dạy chính quy, khoa còn mở các lớp học ngoài giờ miễn phí cho sinh viên, dạy cho họ các kỹ năng cơ bản và nâng cao, tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến cộng đồng nguồn mở và cũng là đại bản doanh cho rất nhiều hoạt động offline của cộng đồng. Theo lý giải của thầy trưởng khoa thì tham vọng của trường là tạo nền tảng cho các sinh viên khi ra trường có thể tự tin sử dụng những ứng dụng liên quan đến nguồn mở hoặc phát triển sản phẩm từ các mã mở theo yêu cầu của xã hội. Ngoài cái việc mà chúng tôi được Microsoft hỗ trợ sử dụng phần mềm bản quyền một cách hợp pháp đó, thì chúng tôi cũng muốn cho sinh viên chúng tôi thích nghi với những môi trường khác mà không được hỗ trợ. Và nếu mà muốn thích nghi với những môi trường đó, ví dụ như một số cái doanh nghiệp hoặc là một số cái ngân hàng mà họ yêu cầu sinh viên chúng tôi là phải biết sử dụng phần mềm nguồn mở hoặc là biết sử dụng hay điều hành nguồn mở, thì chúng tôi đáp ứng được yêu cầu. Cũng với tham vọng giúp các học sinh của mình có thể tự tin với bất kỳ công nghệ mới nào, người thầy ngoại quốc này nhiều năm cũng đang rất cẩn mẫn giúp các em học sinh ở trường quốc tế Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với nguồn mở ở các giờ ngoại khóa. Được tiếp cận với thế giới công nghệ từ khi còn rất nhỏ, Kevin rất hiểu ích lợi của việc làm chủ công nghệ từ khi còn nhỏ. Do đó, ngoài những giờ dạy chính theo nội dung của trường, ở các tiết học mà giáo viên chủ động nội dung, Kevin đã đưa Linux vào. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có 5 hệ điều hành khác nhau cùng sử dụng cùng lúc, và điều đó đã giúp cho tôi có được các kỹ năng rất tốt để ứng dụng công nghệ sau này khi tôi vào đại học. Đó là những gì mà tôi muốn truyền lại cho học sinh của mình. Tôi cho phép họ tiếp cận với nguồn mở, tôi không ép. Tôi đưa các em lựa chọn, tôi muốn tạo cho các em sự tự tin khi sử dụng các phần mềm mới để có thể tự tin mà nói rằng, vâng, em có thể làm được. Mục đích của tôi không phải là chỉ dạy Linux mà dạy công nghệ và kỹ năng cho các em. Trước đây thì em đã có tự học qua một số về phần mềm nguồn mở, có làm một số nghiên cứu về đề tài đấy và đã có từng có kinh nghiệm về lập trình và sử dụng phần mềm nguồn mở. Thì nhưng mà khi mà em tham dự về lớp ICT của thầy Kevin Miller thì em học được rất nhiều điều bổ ích, ví dụ như về system của Linux hoặc là các hệ điều hành khác. Những điều này thì giúp em rất nhiều trong việc học tập vì em định theo chuyên ngành về IT. Sẽ là thiếu sót nếu như nhắc đến những đơn vị đào tạo đang nỗ lực đưa nguồn mở đến cộng đồng mà không nhắc đến Viện Tin học Pháp ngữ ở Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Bách khoa và Đại học Công nghệ Hà Nội, hay một số trung tâm đào tạo lập trình viên như IT Aptech ở Hà Nội, RMIT ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu nhân lực am hiểu và thành thạo về mã nguồn mở như hiện nay, những nỗ lực đơn lẻ này vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Thực tế là cộng cả nguồn nhân lực từ đào tạo không qua bất kỳ trường lớp nào, nhân lực được đào tạo từ các doanh nghiệp thông qua các dự án, chương trình đào tạo thì khan hiếm, vẫn là từ phù hợp nhất với thực trạng nhân lực chuyên về phần mềm nguồn mở ở Việt Nam hiện nay. Kính thưa quý vị, với những chuyển động mới đây nhất trong chỉ thị của Bộ Giáo dục về việc đưa phần mềm nguồn mở vào giảng dạy, học tập, những chuyển động tích cực khác trong cộng đồng, trong sự phát triển của phần mềm nguồn mở tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực am hiểu sâu, chuyên biệt về phần mềm nguồn mở được dự báo là rất cao. Tuy nhiên, sinh viên có cơ hội tiếp cận với nhu cầu đó hay không? Tiếp cận như thế nào, họ cần có kỹ năng gì để có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thì lại là một nội dung khác mà Cuộc Sống Số sẽ tiếp tục bàn đến trong chuyên đề tuần sau. Mời quý vị và